Và sau đây là phần tin Việt Nam và đời sống, mở đầu với Quang Nhật. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam là tin phi cơ Trung Cộng khiêu khích tàu Mỹ ở tại Biển Đông. Kể từ giữa tháng 3, khoảng thời gian hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cập vào đảo Guam ở tại Thái Bình Dương vì một số thủy thủ bị COVID-19. Chiến đấu cơ Trung Cộng quấy nhiễu máy bay dò thám của Hoa Kỳ ít nhất 9 lần ở tại Biển Đông. Và theo ông Rex Weiner, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách tại Đông Nam Á, nói với Fox News hôm 20 tháng 5. Ông cũng nói hồi tháng trước, một nhóm phi cơ tấn công của Trung Cộng bay tuần tiễu ở tại Biển Đông cũng quấy nhiễu khu vực chiến hạm USS Mercy của Hoa Kỳ. Ngoài ra, một tàu hộ tống của Trung Cộng áp sát chiếc tàu này của Hoa Kỳ một cách không an toàn mà không báo trước. Không chỉ có Hoa Kỳ, theo ông các quốc gia thành viên khối ASEAN cũng bị Trung Cộng quấy nhiễu. Trung Cộng ngang nhiên tuyên bố chủ quyền khoảng 90% Biển Đông qua đường lưỡi bò chín đoạn và từng bị Tòa trọng tài quốc tế tuyên bố bất hợp pháp hồi năm 2016. Nhưng thường xuyên bắt nạt các quốc gia ASEAN trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia. Và tác giả sách chỉ trích Nguyễn Phú Trọng vừa bị bắt. Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, vừa cho biết trên trang cá nhân rằng, sáng 21 tháng 5, nhà báo, nhà văn Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog Bà Đầm Xòe, đã bị nhà cầm quyền Cảnh sát Việt Nam bắt giữ nhưng chưa biết vì tội gì. Tin này được loan báo trong bối cảnh chỉ còn hơn nửa năm là diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nguồn tin từ gia đình, nhà báo Phạm Thành đang bị tạm giam tại Hỏa Lò. Nhà báo Phạm Thành, cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng. Và hồi tháng 9 2019, ông Thành đã gây chú ý với tác phẩm Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, do ông tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội. Trước cuốn sách chỉ trích ông Trọng, các tác phẩm khác của ông Phạm Thành được công luận biết đến là Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng, Xã hội Chủ nghĩa Xuống Hố Cả Lũ và tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa. Vẫn là tin Việt Nam, tin em trai của Trần Đại Quang bất ngờ ngồi ghế Thứ trưởng Công an. Kính thưa quý vị, Trần Quốc Tỏ, 58 tuổi, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an. Và tin này đã khiến cho cộng đồng mạng đồn đoán rằng để ông Tỏ né tuổi hưu. Các nhà báo nhà nước đăng tin này hôm 20 tháng 5 đều né chi tiết ông Tỏ là em trai của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam, người qua đời đột ngột hồi tháng 9 2018. Về việc bổ nhiệm ông Tỏ làm dân mạng bàn tán về việc Thủ tướng Phúc ngang nhiên vi phạm khoảng 2 điều 38 luật tổ chức chính phủ Cộng sản Việt Nam, vì ông Tỏ được ghi nhận là Thứ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam thứ 9, việc bổ nhiệm ông Tỏ chỉ vài tháng trước Đại hội Đảng 13 làm dấy lên suy đoán đây có thể là ân huệ của ông Phúc dành cho em trai của Trần Đại Quang. Bởi lẽ ông Tỏ năm nay đã 58 tuổi, không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ sau. Và Việt Nam đã tung ra 3 án tử hình trong đường dây chồn ma túy dưới nhà vệ sinh. Tòa án tại Sài Gòn vừa tuyên án tử hình đối với Nguyễn Xuân Ngọc, Bùi Thanh Việt và Phan Văn Nghĩa trong đường dây chôn 5kg ma túy dưới nhà vệ sinh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo truyền thông trong nước loan đi, ngày 21 tháng 5, ngoài 3 án tử hình, các đồng phạm còn bị từ 5 đến 6 năm tù về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, vào tối ngày 8 tháng 6 năm 2016, Công an bắt quả tang Nghĩa đi giao hàng trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh và bắt được Ngọc lái xe hơi màu đen đến khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1. Cơ quan điều tra sau đó thu gần 5kg ma túy đá tại nơi ở, được Ngọc mua ở Quảng Ninh với giá 500 triệu, chôn dưới nền nhà vệ sinh, bồn rửa chén và mở rộng điều tra, lần lượt bắt giữ các đồng phạm khác. Và tiếp theo là tin Lama giúp đưa đồ ăn ở Wales trong thời gian COVID-19. Max, một con Lama đã giúp giao đồ ăn cho các gia đình ở xa trong thung lũng xứ Wales trong thời gian bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19 ở tại Anh. Tin cho biết thêm, Alex và Max từ trang trại Lama có tên là Primrose đã quyết định làm điều gì đó tích cực
sau khi việc kinh doanh của họ bị đóng cửa bởi đại dịch. Họ đã đưa ra một trong những con lạc đà Max của họ đến thăm những người sống ở những nơi xa xôi, giao thức ăn cho mọi người và cổ vũ họ. Một trong những người khách trong video được ghi vào ngày 6 tháng 5 cho biết, mua sắm thời điểm này không hề dễ dàng. Theo cặp vợ chồng, nhóm giao hàng Lama không chỉ thân thiện với môi trường, mà hơn hết là sự thay thế an toàn cho những người có nguy cơ nhiễm virus. Nếu họ đi ra khỏi thung lũng để mua sắm, Mark thường xuyên đi vào làng và cung cấp thực phẩm nhiều lần trong tuần. Và đây là bản tin cuối thưa quý vị. Nhân viên cũ tố cáo Apple dùng Siri để nghe lén. Một nhân viên hợp đồng từng tham gia dự án liên quan đến Siri đã tố cáo Apple dùng trợ lý ảo để nghe lén các nội dung nhạy cảm. Theo The Guardian, Thomas Lee Bonnier, 25 tuổi, đã gửi thư lên Cơ quan Quản lý Quyền Riêng Tư châu Âu hôm 20 tháng 5, tố giác Apple thu thập trái phép các thông tin của người dùng qua Siri. Nội dung thu thập bao gồm các cuộc thăm khám bác sĩ, giao dịch chất cấm và thậm chí là nội dung liên quan đến tình dục. Thomas từng là nhân viên hợp đồng của Apple phụ trách ghi lại các đoạn hội thoại khi người dùng iPhone và iPad nói chuyện với Siri nhằm cải thiện sự thông minh của trợ lý ảo này. Hiện thì Thomas đã nghỉ việc từ giữa năm 2019. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tần 14.5. Quang Nhật cùng Ngọc Quỳnh cảm ơn quý vị đã liên tục theo dõi những bản tin vừa rồi. Và xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi bản tin mới nhất với những tin cập nhật được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối cũng trên băng tần 14.5 của đài CBN. Vâng, kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức như thường lệ. Cảm ơn quý vị.